Genix kiếm tiền mua chân giả, từ bỏ mối tình 5 năm vì nhà trai phản đối. Câu chuyện cô gái Bùi Thị Trinh 24 tuổi quê Thanh Hóa bị mất một bên chân nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời hiện khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ít ai biết được, đằng sau nụ cười ấy là cả quá trình nỗ lực, cố gắng vượt lên số phận của Trinh. Genix sinh ra ở miền quê nghèo, là chị cả của gia đình có hai người em không may bị khiếm thị từ nhỏ. Lần đầu tiếp xúc, nói chuyện với Bùi Trinh, cô vui vẻ chia sẻ mọi thứ về bản thân mình, song đằng sau sự lạc quan ấy, cô vẫn có những giây phút ngập ngừng, cũng có không ít điều khó nói. Kể lại ngày định mệnh mất đi một bên chân phải, Trinh mơ hồ không rõ vì khi ấy mới 9 tuổi. Đó là vào một hôm mưa gió, nữ học sinh tiểu học không may bị vấp ngã, mắc kẹt tại đường ray. Chiếc tàu hỏa chạy đến và cướp đi một chân của cô. Trinh nhớ lại, đến khi tỉnh lại mình đã nằm trong bệnh viện, mình còn ngây ngô hỏi mẹ chân mình có mọc lại được không. Mình vẫn không quên vẻ mặt cười ra nước mắt của mẹ. Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày vô cùng vất vả với một cô bé 9 tuổi. Qua 2 tháng nằm viện, Trinh về nhà trong sự yêu thương của gia đình, sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô, bạn bè. Thế nhưng mặc cảm vẫn không thể tránh khỏi khi Genix không thể chạy nhảy bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Bùi Trinh kể lại những ngày đầu quay lại trường học, cô phải chống nạng và bị ngã không biết bao nhiêu lần mỗi lúc đi cầu thang. Đau đớn có, khóc lóc có, nhưng dần dần cô bé 9 tuổi cũng làm quen với cuộc sống thiếu một bên chân. Lớn lên, Trinh trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Khi được hỏi Trinh đã bao giờ yêu chưa, cô ngập ngừng trả lời đã có một mối tình khoảng 5 năm, song không đến đâu. Genix nói, nguyên nhân có lẽ do khiếm khuyết của mình nên gia đình anh không đồng ý. Những chuyện đã qua Trinh không muốn nhắc lại nhiều, điều khiến cô gái Thanh Hóa làm người đối diện thấy khâm phục, có lẽ là nghị lực sống phi thường, luôn hướng tới tương lai. Sau vài phút ngập ngừng kể về những chuyện buồn, cô gái 24 tuổi lại cười tươi nói rằng, mình rất trẻ và còn nhiều cơ hội phía trước. Bây giờ mình có việc làm ổn định, sống vì bản thân, gia đình là ưu tiên hàng đầu. Luôn mặc cảm về sự khiếm khuyết của cơ thể, Bùi Trinh chưa từng nghĩ có thể xin được công việc ổn định. Tốt nghiệp trung cấp dược, cô may mắn được nhận vào làm tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Đi làm 2 năm, Trinh luôn ao ước có thể kiếm tiền lắp chân giả để việc di chuyển thuận tiện hơn. Tuy nhiên đằng sau ước mơ nhỏ bé ấy là cả gánh nặng đè lên đôi vai của cô gái 24 tuổi, thiếu vắng một bên chân. Bùi Trinh sinh ra trong một gia đình cha mẹ làm nông, nghèo khó. Genix là chị cả, dưới có một em gái 21 tuổi và một em trai 12 tuổi. Điều đáng nói là cả hai người em của cô đều không may mắn bị mù bẩm sinh. Cô gái xứ Thanh tâm sự. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà hai em mình từ khi sinh ra đã không nhìn thấy gì. Nhà mình cực khổ lắm nên không bao giờ mình cho phép bản thân bỏ cuộc. Mình như vậy nhưng vẫn luôn ý thức phải lo cho cha mẹ và hai em. Nếu biết được câu chuyện của Trinh, mọi người sẽ càng cảm thấy khâm phục tinh thần vượt lên số phận từ cô. Genix từng chia sẻ, em có một chân thôi, đi đâu người ta cũng nhìn vì mình khác họ. Chẳng bao giờ được chạy nhảy, chẳng bao giờ được mặc quần ngắn ra đường, chẳng bao giờ được đi giày cao gót, nhưng em còn yêu đời lắm. Sao các anh chị, cơ thể bình thường lại tự hành hạ mình nhỉ? Mọi người là người bình thường, khó khăn cần cố gắng 1 hoặc 10 lần là đủ. Nhưng những người như chúng em phải cố gắng cả 100 hay 1.000 lần. Cha mẹ cho chúng ta cơ thể, nên dù thế nào cũng hãy biết quý trọng, đừng làm đau mình vì cha mẹ sẽ đau gấp bội lần. Thiếu nữ cũng thành thật đưa ra lời khuyên cho những ai có cùng cảnh ngộ với mình, rằng mọi người nên suy nghĩ tích cực. Số phận đã thiệt thòi thì chúng ta càng phải cố gắng không ngừng, sống có trách nhiệm với cuộc đời mình và gia đình. Không ít cư dân mạng hiện đã có những chia sẻ về hoàn cảnh của Bùi Trinh. Thành viên Bông Mai Nhỏ cho hay, với nụ cười rạng rỡ lạc quan và đầy nghị lực của bạn, mình tin chắc bạn sẽ vượt qua được mất mát bất hạnh này, bạn sẽ là cô gái thành công trong tương lai. Cảm ơn người con gái xứ Thanh xinh đẹp đã cho mình biết quý trọng những gì mình đang có, dù chỉ là những thứ hết sức nhỏ bé.